Xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay là đua một cuộc đua sao chổi, là người nào mà tới nhất á là ngày mai không cần phải làm gì cả, còn hai người thua á là ngày mai làm dịp nhà, nấu ăn, rửa chén, giặt đồ làm hết nha. Đây là tất cả các công không là mình được nhìn cái này rồi mình chọn đúng không? Nói nhanh. Ba chọn không có lật mặt sau của nó. Chú chọn đại á hả? Đúng rồi. Rồi vậy em chọn cái này. Em chọn rồi. Ủa? Chọn không? Chọn mình chọn đây. Con hả? Rồi ta có cái gì ngầu ngầu đây, nam tính chút xíu ai. Lớp chữ, cái phó này, cái phó học tập. Tôi chọn cái gì? Vì sao thấy phụ nữ nhiều vậy? Không thấy con trai mà thấy... Đây nè, rồi, ta lấy hàng này đi. Ai đó, quá trận trai luôn. Còn thầy cái này, nó sắp vô nữa nè, nó sắp vô. À, thầy giờ chưa xong nữa đó hả? Chọn con chibi đi nè mẹ. Chọn con chibi, mẹ thích con gì? Rồi giờ tới dòng ấy là phải bóc một lá phải không? Ba bóc đi. Ba lật đi, ba là người đi trước, ba phải lật. Sơn. Sơn. Nổ xếp sơn. Rồi. Bất hai thật rồi. Mới vô mà nó chơi kìa cục. Giờ bóc cái này đi. À bóc lá sự kiện đi. Cái ba nè. Lá trang bị. Mọi người có ba lá trang bị thôi trước, rồi ba bốn nè. Rồi ba lá nha, bốn. Mẹ cũng bốn luôn. Tại hồi nãy mẹ chưa bóc. Con bốn luôn. Trời ơi. Rồi ta dùng cái này đi. Đọc cái di chuyển phải tới một số bất kỳ. Vậy là tao được ăn quá không? Ta đi đến đâu tao ăn cũng được đúng không? Đúng rồi, nhưng mà ăn một thùng. Một thùng, ok. Ta đi đến chỗ trung tâm này đi. Chỗ này đi. Cái gì vậy? Đây, ta ăn thùng này. Vậy đi máy bay, cái đó luôn. Rồi, xong bây giờ lắc xí ngậu đi phải không? 5 1, 2, 3, 4, 5 à, đến đây ăn được nữa nè. Rồi rồi vô bánh là tao được 3 thùng rồi. Rồi rồi hai mắt con nhà ngươi nè mai. Ngày mai tay quê. Phải làm việc nhà từ A đến Z. À làm gì? Con làm cái này. Dạ. Làm một người chơi té sắc mặt lúc đầu nhiên một lá bài trang bị trên tay của người chơi là hủy nó. Có ba. Ra sức ra. Hai đi. Rồi. Rồi sao đó? Thằng vàng quá, nó không ấy má, nó lấy mình. Đại ba đôi. Một, hai, không ăn được vậy hả? Không, vô chổng là nổ xốp, nổ xốp. Chưa ăn gì chưa, nổ xốp. Hai. Má con ăn được gì chưa? Không, mẹ vô đây là vô trường. Vô thường. Vô, đâu có, bây giờ mẹ có sử dụng được chưa? Được, mẹ sử dụng cái nào hợp lý nha. Má con thì mai làm việc sắc mặt luôn. Biến số xí ngầu thành bất cứ số nào bạn muốn. Rồi. Em muốn biến số mấy? Biến thành là cái số ăn này đi.
đá không vậy hả? Đúng. Biết đá là lấy một cái của bà. Ừ vậy đi. Trời ơi, bắt đầu hoang trang quá. Ăn cái này. Đá đi đâu? Đá đi đâu? Đá đi đâu? Cho vô trường đi. Sao vô trường được? Không, đá lên một ô với dưới một ô thôi. Lên trong dưới ngồi. Phải ăn gì rồi, xong rồi lấy cái nào nữa? Hả? Có lấy trong này không? Ờ, lấy đi. Về rồi bóc một cái lá ra. Hai má con nó chơi. Chưa lấy hả? Chưa. Trời ơi. Sao mẹ chơi rồi? Hai má con chơi. Đâu vậy, bỏ cái hội đồng hả? Đâu cái hồi nãy cái lá mẹ ấy đâu? Mẹ. Chơi rồi thì bỏ đi chứ. Rồi ba bóc đi. Ba bóc. Bóc cái lá đi. Hai má con nó chơi gian quá. Đừng tay ở hang gian mình. Trời vãi. Vãi. Chỗ sống. Mẹ đứng kìa. Đâu? Mẹ. Ừ, có sao không? Mất một phần. Ừ, đáng đời. Đáng đời, ăn gian mới ăn tôi. Đây. Xong tới ba nè, lấy lẻ. Bây giờ tôi dùng cái này. Chứ là thầy số 1. Ờ, chứ là thầy số 1. Đây, thầy lẻ nè. Cái lá mà thủy. Đá xuống đây. Đá ở đâu? Đá xuống. Rồi lên thầy đây. Cái tội. Cái tội. Cái tội, đá tôi. Đá tôi. 4. Trời ơi, mất hết rồi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 là gì? Đi ba ô là được, đi ba ô nữa đó hả? Đi ba ô nữa nhưng mà không biết đi hướng nào. Nhưng mà đi hướng nào ba cũng không ăn được hết trơn. Đâu có, ba đi lên đây xong ba đi ngược lại ba ô, ba đá má con thêm một lần nữa. Còn tuần nào không? Không còn. Nè sao ta đổ chỗ hai người chơi với nhau? Chưa tới vòng mà đổ lên cái gì vậy? Bây giờ nè, ba đi lên đây 4 đúng không? Xong rồi cái nó kêu là đi ba ô. Ba đi ngược là ba ô, ba đá má con là nó mang đường thùng nữa đúng không? Thì đúng rồi, ba ra 4 nè. Ba ra 4 nè. Bây giờ ba đi nè. Ba đi 1, 2, 3, 4 lại đây nó kêu đi ba ô. Tôi đi ngược lại 1, 2, 3, đá lên nữa. Đá lên trên, còn thùng ăn luôn. Mình được bốn con rồi. Ok. Trời ơi. Cười. Đây con thầy cái này siêu đẳng chất. Lấy một lá bài trang bị trên tay của một người chơi khác. Thoải mái, cứ lấy đi, ta cộng ba lá nè. Hai má con chơi hoạt động để ăn gian mình. Sao rồi? Sao rồi sao? Biết xin học từ số 6 nha. Rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 thì 3. Là sao? Đá. Sao không không tính nghe cái ô đầu hả? Tao không đánh lậu. Trời trời. Nó chơi cái gì ăn gian quá. Đá tính gì? Không phải không? Rồi đá đi đâu? Đá đi lại ngược đây để cho ba lấy một trang cái trang bị. Trời ơi, hai má con nó chơi ăn gian quá, chơi gì kỳ quá. Rồi, để phiên mẹ không hả? Đúng rồi. Cho mẹ cái lá trang bị đi. Đổi chỗ hai người chơi với nhau rồi sao? Đó thì đổi chỗ thì dễ nhất rồi. Có ba người mẹ muốn đổi nha. Đổi chi? Ai biết muốn đổi thì đổi. Mục đích á, đổi là để mình có gì đó. Mình ăn đúng không? Đúng rồi. Thôi giờ mình đắp xin nhậu. Không ăn được dễ nè. Vô. Bốn này đi đâu được? Bốn hả? 1, 2, 3, 4. Không được. Để coi coi. À, anh chỉ em cái, em ăn được rồi, một cái của Thành nè. Bây giờ đang đứng ngoài đó đúng không? Ừ. Đi số 4 đúng không? Đi lại đây. Trong cái đi lại ba ô đá thì anh ăn được ngành thục. Giống hình anh hồi nãy luôn. Giờ sao, có làm không? Ủa muốn đi sao đi hả? Đâu có, số 4 kìa, đi. Đi 4 ô lại đây, xong rồi cái nó kêu đi 3 ô, đi ngược lại đây đá đường Thành nè. Cái gì kỳ vậy? Trời ơi, thôi, đi đây. Gì 4 đi, muốn đi không đi. Quay số 4 đi. Ê này nè, 1, 2, 3 4 này đi đâu được? 4 là nó thôi. Đứng ra thôi chứ làm gì vậy? Tại sao? Tại bà đổ đây, đổ chốt đi. Nước. Nước đâu? Nước này. Rồi, ok. Ui sao, lên khói. Lấy đi ra ngoài, bỏ ngoài luôn đi. Rồi. Tới 3. Tới 3, bông đưa cho băng lá trang bị ra. Trong mỗi người chơi được bóc thêm một lá trang bị. Sao đọc lên? Bài chưa sử dụng. Nè. Để coi dùng cái gì cho Khanh nữa nó xỉu. Mới dùng coi.
không, dùng cái này đi. Con Khanh này tự giờ nó có nhiều bài trên tay lắm. Là người chơi té sấp mặt, lấy ngẫu nhiên một lá bài và quỷ nó. Đâu có dễ vậy, sao cũng được nè. Rồi, cũng được. Thằng Giang quá, nó dùng lá bài gì đây, quỷ một lá bài trang bị vừa dùng cho người khác. Rồi, rồi kệ nó. Trời. Nó này nó nhiều chiêu quá. Con còn nhiều chiêu hơn nữa, lá bài này nè. Rồi, giờ tôi lắc xí ngầu đây. Số 1 à, mình đang ở kế bên ai đây? Con Khanh. Đây, đưa đây cho tôi một hộp. Đã, đưa lên đây. Sao có dễ vậy? Cái gì nữa? Sao nhỏ này nó nhiều bài đấy? Chỉ định một người chơi đi thôi. Ủa cái gì vậy? Cái này đường cấm mà. Người ta đang dùng cái này liên quan gì? Ăn gian hả? Đường thùng đây. Điều nổi không? Đây. Rồi, nha lên đi. Ơi, ta được con thùng rồi nha. Rồi, tới ai? Đây nó nè. Khanh được con mấy thùng? Khanh có một thùng một hả? Hai mắt con nó tiêu rồi. Con nó ngày mai làm sóc mặt rồi. Hai mắt con nó té sóc mặt rồi. Con xài cái này qua sinh nhật. Dạ. Được lấy thêm hai lá từ hai lá trang bị từ trong bài. Rồi lấy đi. Nhận lại nó lấy đi lá trang bị nhiều ha. Trời. 4 mà. 1 2 3 4. Đi. Trời ơi, rồi, như đâu? Đá bài lên đây. Cũng có ăn được vậy. Trời ơi, đang làm. Trời để thi mẹ không? Đúng rồi. Lấy cho mẹ ra bài. Cái vòng này cái vòng lẫn quẩn người ngoại ta. Ai vậy? Ba là người phát hiện sớm nhất mà. Bây giờ tôi quay số 4 nữa là chết với anh nữa nè. Bá nó. Canh lấy một thùng đồ tại một shop bất kỳ. Ừ, sướng vậy. Lấy đi. Lấy đi. Lấy một thùng nha. Rồi, đừng thùng này. Sáu hả? Đi. Nó sao mà? Sao mà? Ủa? Mày đứng ở đây. Đứng ở đây. Đây nè, Giang hả? Cái gì? Mày đứng ở đây 1, 2, 3, 4, 5. Ờ, mới 5 à. 1, 2, 3, đi qua đây thôi. 5, 6, à, ăn được nè mẹ. Rồi, tới ai? Tới bà hả? Bóc đi, bóc ra đi. Đỡ bệnh thì bóc giùm ba đi. Gia vị đâu? Không có gì chưa. Gia vị đâu? Con lấy rồi. À. Rồi giờ tới ba không lấy thêm con lá trang bị nè. Rồi thôi dùng này đi. Tết thiếu nhi. Mọi người đừng lấy thêm con lá trang bị. Ok, mẹ lấy một cái kìa mẹ. Hả? Cho nhà mình lại. Bỏ một cái đó. Con bỏ một cái đó chứ này yes rồi. Bỏ hả? Tại vì con sáu còn giờ lấy thêm một cái để lấy thêm. Rồi. Rồi không có gì để xài. Bảy là không được, tối đa chỉ sáu lá. Ba. Ba à, lên đây ăn được nè. 1 2 3. Hay quá. Nhưng mà con xài lá này quá gian. Quá gian hả? Khi một người chơi lấy một thùng đồ từ một shop bất kỳ có hai thùng đồ trở lên, bạn được lấy chỉ một thùng. Trời ơi, con Khanh mình nó ăn gian quá trời. Có ăn gian đâu, chiêu trò thôi các bạn ơi. Con về đi. Con hả? Con. Có xài gì không? Rút thêm lá. Ừ, gì dữ vậy? Đâu có đâu, hồi nãy con mới xài nhưng con chưa có rút. Hai. Trên đây nè, trời ơi, nó ăn được nữa nè. Vậy là mẹ chơi mẹ quá gian chứ thằng luôn đi. Quá gian luôn hả? Có luôn hả? Rồi rồi hai má con nó chơi. Trời ơi. Ô gì cũng 4 ba hả? Trời nó bằng mình rồi. Trời đất ơi trời. Kêu rồi. Hai má con gian gian kìa. Con bạn nhau luôn kìa. Không có, không có hay gì hết nha các bạn. Chị đếm thôi. Đấy hả? Đi qua đây nè, được ăn không? Qua đây ăn được nè. Bằng hết rồi Kinh ơi. Trời ơi, 4 người đi 4 không hết hả? Đây, ngọt sớm cây nọ. Sớm gỗ. Cái gì tới ba mình kìa. Không phải, sớm gỗ. Nói hết cũng rồi, giờ lúc đó khoan. Sớm gỗ. Sớm gỗ hả? Lấy luôn 3 thùng hả? Uống vậy? Trời ơi, sớm gỗ, 3 thùng luôn. Rồi, lấy đi.
Vậy trên bàn giờ còn được cái gì? Còn quá trời số một thùng đó. Có số này bị máy ba thùng. Đây, rồi, giờ tới bàn phải không? Đúng rồi. Lấy cái bàn thẻ này. Gì đây không? Ô đi ngang đây được không Khanh? Được. Vậy thôi ba dùng này đi. Dùng gì đây? Phím này đi. Đổi xi ngầu thành số 5. Đổi xi ngầu thành số 5 đúng không? Đúng rồi. Để vào đây nè. 1, 2, 3, 4, 5. Ăn một cái. Xong rồi. Giờ ba lắc xi ngầu tô phải không? Đúng rồi. 3. 3 đi đâu đây? Vô trường. Không ăn được gì luôn á. Ở đây bị chữ nữa. Con xài cái này. Nhà xí vậy rồi. Sao gì? Là một người chơi khác tiêu chảy mất một đường. Ghê. Ghê quá. Ta chọn ai đi ta. Thằng nhỏ này cái giác lắm. Ủa ai cũng bốn thùng hết vậy? Không có ai ba thùng hết ta. Đó là có đâu ra nhiều chiêu trò quá. À có ba riêng lẻ làm thùng nè. Là gì vậy? Nó chơi gì vậy? Nó ăn gian quá làm tôi mất hết lượt rồi. Nó nói gì vậy? Là một người khác bị tiêu chảy mất lượt. Không được bóc bài, di chuyển, đổi xí ngầu và dùng bài. Vậy là cấm một người chơi di chuyển trong một lượt của mình thôi. Rồi, vậy nó dùng phản tôi phải không? Rồi, vậy thôi. Giờ tới má đi đi. Ủa, con chưa đi mà sao má đi? Ủa? Ủa? Vậy là ông thu rồi, má chưa đi. Mẹ không có hại người ta gì trơn trời. Sáu kìa. Rồi đi gọi con kia kìa. À, được đây nè. Trời ơi. Ê, má con cũng được 5 thùng rồi kìa. Con cũng 5 nè. Ủa, vậy bằng nhau mà. Rồi, ba mất lượt rồi đó. Tới Khanh tiếp đi. Ủa, thiếu lá rồi ta. Tới thiếu nhi, mỗi người chơi được bóc thêm một lá bài trang bị trong trong bài. Bà đâu được bóc nữa. Không được. Không, nó nói là không được bóc bài mà. Một làm gì? Đi đâu? Cái nó màu hồng nè. Một không chơi được gì chứ. Cho hỏi chỗ. Thì đi lại mô ô đi tới mẹ con đi. Rồi. Rồi tới mẹ con đi. Ở gần mẹ nguy hiểm. Rồi đi qua đó. Rồi đi đâu? Đi đâu đi? Rồi tới mẹ. Mẹ cho lá lên đi. Con thấy cái đồ chơi nào đó. Trời. Con thấy mẹ có quá trời bài mà không chơi được cái gì. Đâu má con qua con chỉ má con chơi ra. Má con thở quá trời. Cái này nè. Cái này nè là cắm một người đi. Mất một người. Tại chứ đâu phải cắm mẹ đi đâu mẹ không. Trời ơi. Rồi mẹ xài được không? Mẹ xài. Mẹ xài đi, mẹ cắm ba đi. Hai má con nó chơi chán quá. Rồi. Trời ơi, mình đứng hết một vòng vậy, bắt đứng hết một vòng nó lấy mình chơi. Sao được. Chứ sao. Chung được không? Được. Ủa, rồi mẹ 6 luôn á hả? Rồi, má 6 rồi, Khanh nhiêu rồi? Rồi, Khanh chơi đây, cả mộng rồi Khanh. Rồi về hết vòng hả? Hết vòng rồi, bóc lá đi Khanh. Bóc lá chứ. Điện máy, bóc luôn 3 thùng. Trời ơi, rồi. Chết hồ rồi, vậy còn được bao nhiêu cái còn lại? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Còn có 6 thùng hàng à, dành 6 thùng này mới được. Trời ơi, trời là, chết rồi. Bà đứng ở đây mà bà bị cắm. Rồi, bây giờ ba cắm ở tới Khanh nè. Chán thiệt chết. Thử xài, di chuyển tới ô kế bên một người chơi bất kỳ. Di chuyển tới này. Di chuyển tới bà kế bên đây. Trời ơi. Chết trời ơi, tôi có xong cái tim tôi rồi. Giờ tới ai tới má kìa. Chưa. Bốn. Ông kìa. Chết một nó ăn. Tại bây giờ nó cấm hai má con nó chơi hội đồng. Nó không có nha. Bậy à, gian à. Thấy không, đang gian kinh hồn. Ờ, đưa cho mẹ lá rồi. Ủa, hình như con mà. Hả? Con thì nó cờ cộng đó. Rồi cộng thì thôi chứ có chơi được đâu tới em kìa. Đưa cho má con lá. Triệu hồi một người chơi.
là gấu mà thằng đánh đánh. Đến nhưng bạn. Mà hai ô cái bên mẹ toàn mấy cái ghê không à, mày chịu hỏi ai vậy? Những cái gì sớt một lượt rồi vô trường rồi không có lá. Chắc ba mày quá. Hai trời hai quá con ăn da rồi cố luôn. Sớt một lượt. Trời trời. Rồi chờ mày xem không? Đúng. Rồi đâu rồi, cái phiếu nó đâu đem luyện ở ngoài đi để ngồi chơi hoài à? Cười á. À đúng rồi. Trời ha, con sao mẹ không vô trường? Vô trường là ba phải lắc thôi, 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 5 với 6 là mới ra được. Không là ba đứng trong ngoài luôn. Ba kìa. Một. Đó, đi qua đây là bị chết hết cái này. Rảnh quá. Gì vậy? Qua đây nổ sớp rồi sao Khanh? Nổ sớp. Không. Sớp thì mẹ vô đây á, mẹ lắc xí ngầu. Ví dụ mẹ lắc ra 5 là mẹ phải bóc 5 lá này. Gì? Nó nổ sớp. Thì mẹ đang là người giàu nhất thì phải. Nổ sớp kìa. Nổ sớp thì lắc xi ngầu đi rồi bóc bài nổ kìa. Chết rồi, một thôi. Lắc rồi mà. Lắc nữa để mà quyết định coi mẹ lắc lật bao nhiêu lá này. Vậy vậy, trời ơi trời. Ba. Trời ơi. Bóc ba là bài gì vậy? Vậy vậy, rồi ba nói gì vậy? Quặng. Không có ai đứng. Nói vô đây coi. Quặng đâu? Rồi không có, đi ra ngoài nên quá quặng này gửi hết rồi. Sót hả? Sót ở đây cũng không có. Sót, ừ, không có luôn, nên quá. Thịt. Trời ơi, con mà đứng ở trong đây là con sót bỏ thùng rồi. Thịt hả? Rồi, vậy lụm cái này liền ngoài đây. Mẹ húi. Mẹ chứ cần. Trời ơi, con sót cằn thẳng rồi, còn có 4 thùng hả? Trời, 4 thùng, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Anh bắt luôn hả? Khá lẽ. Cầm tới, dở thêm lá nữa. Khách tua rồi, khách vòng rồi. Cái gì đó? Vòng của ba nè. Hỏi thêm lá nữa. Cái gì? Dạo đây hả? Rồi, xong rồi tới canh kìa. Ba mất cái lực nữa hả? Trời ơi, trời chơi gì chán quá. Hai con mình gom hết hai này đi không? Lấy một thùng đồ của một người chơi khác. Rồi sao? Là lấy đồ của người ta ăn chợ mà. Trời ơi, nó ăn gian. Ở đâu có mấy cái lá gì quá đã. Lấy của má con người Khanh. Lấy của bà đi hả? Mẹ có nhiều. Mẹ có 6. Mẹ có 5. Con cũng có 5 luôn. Đúng rồi, lấy của má đi. Phải chăm chú tới nhất. Con ha. Con có 6 con, mà. Mày nè, con tới nhất thì con mới không làm gì hết. Con thu nhì con vẫn làm nha. Má con mà tới nhất là con vẫn làm gì. Không có đâu. Thôi thôi. Đúng rồi, hồi nãy nói rồi. Chỉ có người tới nhất mà không làm việc thôi. Còn hai người còn lại là chia việc nhau làm. Nên con không tới nhất á thì con vẫn làm việc nha. Nha. Con đừng có giỡn nha. Ở đó hội đồng đi ha, có con này hội đồng đi. Các bạn nghĩ nào. Còn 6 rồi. 7 luôn rồi. Ủa 7 rồi. Rồi, bị má con cạnh tranh với ba. Ba mẹ phải xài những cái tiền chiêu để mà đi chiêu vậy tại giờ mày thắng được tao ba vòng rồi tao có làm được gì đâu. Thắng lại những người giàu nhất. Con bây giờ là giàu nhất. Tài sản là nhiều nhất. Mày chưa có đâu, con còn 4 cục rồi nhanh đi. 4, 5. Mệt quá, nó tràn vàng quá, nó cấm mình làm hả? Mình không làm ăn gì được á. Đi ngồi con đây. Rồi, tới rồi, lấy mẹ nè. Lấy cho má con lá kìa. Trời ơi, sắp hết. Hết luôn hả? Mẹ lại có cái lá bà chơi mà không có chịu chơi gì hết. Mẹ lá. Dê 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 1 2 3 4 5 6 rồi tới ai? Còn hết vòng rồi kìa. Tới bà. Hết vòng rồi. Ngoại chè thiệt. Kem. Rồi, kem nổ gì? Đó. Nè, nổ đây luôn. Chúc quên. Tới tôi nè, đó ba vòng mới đứng rồi mới đi được nè. Ủa hai vòng. Ba luôn chứ hai gì? Đúng rồi. Giờ tôi chơi cái này đi tôi. Đưa dạ. Tất cả mọi người vô trường học. Sao cũng được. Thủy một lá bài nha. Các em có gì không? Con vô trường đi. Mà ba cũng vô luôn mà. Đúng rồi. Nhưng mà con đã có lá sao cũng được rồi. Con đã có lá sao cũng được cho nên con được ở ngoài. Con có tài luôn. Có tài luôn. Con có lá sao cũng được cho nên con được ở ngoài. Rồi bây giờ sao rồi?
tới tới ba hả? Là lắc xi ngầu. Lắc xi ngầu được 6 chứ làm gì? 6. Tốt nghiệp. Trời ơi, may mắn quá. Em đợi đi. Sao lại đợi đi rồi. 6 nữa. Coi 1 2 3 4. Đi ngang đây lần. Không được. Trời vậy, có đường đi nè. Nói mấy lần rồi đó. Trời đất ơi. Chị chứ sao mới đi được? Chị đi trên mấy ô tròn thôi. Trời ơi, đi tròn cho mày. Ai biết mà. 1 2 3 4 5. À, đá được này nè. 1 2 3 4 5 6. Nhà cần đưa thùng đây. Con Thanh phải không? Rồi đặt lên lấy cái thùng đây. Thôi nhưng mà coi dữ hơn ba. Nè không biết. À về... bằng. Rồi, ta xong rồi đó. Tới Thanh đi đi. Tới còn. Con rút đi rồi con. Ba. Ủa gì kỳ vậy? Rồi đi luôn. Rồi tới em. Tới em sẽ đổi hai chỗ hai người chơi. Có ra trường chưa? Đổi chỗ hai người chơi. Trong trường không có được trường. Nghe riêng sao không được? Đọc coi nó có ghi chú kìa. Nó ghi là không được ở trong trường nè. Ghi rõ ràng. Rồi ví dụ giờ cái thẻ là rủ một người vô trường chơi nè. Rồi đúng rồi đó. Rủ ai vậy? Rủ ba. Thằng đó con chơi hội đồng mình. Ừ. Tàn bạo đi chứ. Ủa hồi nãy mày có rút cái lá bài chưa? Hai về đi đi. Sao đi? Ồ quên hai đứng rồi. Hổ sớp đi Khanh. Boring game. Thằng ơi cho tao thừa chó. Dạ nó lấy luôn cục này hả? Dạ. Bà vậy còn có hai cái này thôi hả? Trời ơi ba mạng dành hai thùng hàng cuối cùng. Ngàn đi Khanh. Dạ. Ủa tới ai? Tới ba chứ. Tới ba. Thằng Giang thấy không? Không có ngày dành đi bỏ được tôi hoài. Ủa mà ta nó không được bóc mà ba kỳ quá. Cái gì ba? Nó nói là ở trong trường được bóc. Hồi nào? Nó cười. Để thử coi tôi có cái chim gì tôi chơi mấy người này với lại ông được ra trường chưa? Ông không ra trường. À đây đây. Đây 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 tôi có rồi. Cái gì vậy? Đưa một người chơi bất kỳ ra khỏi trường và trở về ô tốt nghiệp dành cho mình luôn. Đây tôi có bùa rồi. May mắn quá. Tốt nghiệp con ơi. Có xài cái này nè. Cắm chưa tới vòng mà. Có được. Số 4. Anh Giang mày cho tao đi cái coi. Thì làm gì tốt nè, làm nghiếp tao hoài à. Làm bộ, sao đi qua bên kia xa đó. Quá. Đâu có ăn được gì. Là dùng chai thì chỉ được dùng trong rượu của mẹ thôi. Mà mẹ áp dụng chai cho ba hả? Có tối nha. Xong rồi tới ba phải không? Tới ba một lá cái gì đây? Ủa người ta nói là khi mà bị cấm là không được bóc lá nè, không được. Ôi bị cấm rồi mà ông cũng gặp. Ủa trời ơi nó phải khăn phải khăn trời ơi. Nó có cái lá bài đó là tiêu rồi, lấy đường thùng hàng của người khác nữa kìa. Ba nhiều quá. Lấy của bà đi, cho bà thua đi. Trời ơi. Trả đây, đưa đây. Hại mình ghê tảm luôn. Bây giờ. Thôi.
Thôi thua rồi. Thua rồi. Có ăn được cái thùng cuối cùng cũng thua nó luôn. Rồi. Tiêu rồi. Rồi tới mẹ đó mẹ. Ở trong tù anh vô trường người đâu làm ăn gì nữa. Mẹ có lá mua lọc hàng như tay cơ. Lấy một thùng đồ tại sớm bất kỳ. Đó còn chó cuối cùng gan luôn đi. Rồi mẹ là người tới nhì. Rồi cho yeah, tiêu yeah, yeah, yeah. Ủa mẹ đâu phải người tới nhì đâu. Không kết à, đúng rồi. Ba có 5 thùng hàng. 2, 6. Mẹ không có 6 thùng. Gan được mấy thùng? Con được 8 thùng. Trời ơi. Vậy gan ngày mai coi làm việc. Ba mày làm hết. Vàng quá, hai con còn nó ăn vàng quá, hai con đánh hội đồng mình.